Good morning, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ Toyota Tăng Cảng. Và ngày hôm nay Học lại gửi đến cho quý vị tất cả các sản phẩm hiện tại đang có mặt ở showroom xe cũ Toyota Tăng Cảng. Thì hôm nay cũng là ngày 19 tháng 8 năm 2020, cũng đã trải qua hơn nửa tháng 8 rồi quý vị ơi. Không biết quý vị có khỏe không? Học xin chúc cho quý vị có một sức khỏe thật tốt và một ngày làm việc rất là hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Vâng, thì Học xin mời quý vị cùng Học đánh giá và tất cả các sản phẩm hiện tại đang có về số chỗ ngồi, năm sản xuất, km và giá tiền của xe, để cho quý vị tham khảo coi mình phù hợp với sản phẩm nào nhất, rồi gọi cho Học để Học hỗ trợ cho quý vị nhé. Xin mời ạ. Rồi chúng ta bắt đầu lại góc nhìn quen thuộc nhé quý vị. Đây là mẫu xe Toyota 86, xe đua đường phố. Bên Học xe này thì để showroom trưng bày nhé quý vị, chưa có ý định bán. Rồi sản phẩm đầu tiên, sedan 5 chỗ, sản xuất năm 2018, Vios G là Vios phiên bản cao cấp nhất, đi được 48.000 cây với giá bán niêm yết tại đại lý Toyota Tăng Cảng là 520 triệu đồng. Xe này màu vàng đồng, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nghe quý vị. Nội thất da màu kem. Về sản phẩm cao cấp này thì mang cho mình cái cụm đèn pha B-Projector, có đèn sương mù, ba đờ sóc phía dưới là mặt bóng, trang bị cho mình hai đĩa nha quý vị. Đó là sản phẩm Vios G bản cao cấp. Sản phẩm thứ hai, Innova E, sản xuất năm 2017, đi được 104.000 cây, giá siêu mềm chỉ 575. Thì form 2017 này nó trùng với cái form 2020 hiện tại nha quý vị. Thì để Học quay cho quý vị xem về nội thất xe này á, cực kỳ đẹp luôn. Xe này thì trang bị cho mình bộ ghế da nè. Bộ ghế da đã được khách trước lên sẵn, và cụm đầu DVD đấy, là những cái thứ đắt tiền nhất trên xe này nha. Và có phim cách nhiệt, bọc sàn, bọc chăn. Quý vị, xe này về chỉ sử dụng rồi, không cần phải nâng cấp thêm bất cứ một thứ gì hết. 2017 màu đồng ánh kim, chỉ 575 triệu đồng, xe form 2020 nha quý vị, xe còn rất là đẹp. Rồi tiếp tục lại là một sản phẩm Vios bản G, bản cao cấp nhất, 2018, đi 53.000. xe này mang biển số tỉnh. Xe này màu đỏ nha quý vị, cũng vẫn như xe kia, ghế nội thất ở trong màu kem. Và xe này cũng là bản cao cấp thì nó sẽ có cái cụm đèn bi và projector phía trước, trông rất là thể thao nha. Và đây là Innova G, trang bị hộp số tự động nha quý vị. Sản xuất năm 2019, đi 28.000 cây. Sản xuất năm 2019 màu trắng, xe này mang biển số tỉnh. Ở xe này cũng có viền che mưa, phim cách nhiệt, camera da. Thì camera da thì phải có đầu DVD nha quý vị. Xe này giữ cho mình cái bộ ghế nỉ. Thì sản phẩm G thì có nhiều cái option ở trong, nó cao cấp rất nhiều, kể cả mặt đồng hồ nha quý vị. Body thì ốp gỗ. Đây là tổng thể của xe 2019, còn cực kỳ đẹp, hoàn toàn như xe mới như vậy. Và đây sản phẩm 2016, cũng là sản phẩm siêu rẻ, form 2020, đi 92.000 cây. Xe này mang biển số tỉnh nha, giá siêu mềm 565 triệu đồng, màu bạc. Và cũng là một sản phẩm 2016, đi được 82.000 cây. Xe này cũng đồng giá 565 triệu đồng, màu bạc nha quý vị. Xe này cũng mang biển số tỉnh, ở form 2020. Và sản phẩm Innova E,
cũng là 2016 nhưng mà form cũ. Xe này đi được 150.000 cây, giá cực kỳ mềm, 480 triệu đồng. Xe này mặc dù đi 150.000 cây nhưng mà Học cũng đã có một cái clip chi tiết cái lúc mà xe này mới về nha quý vị. Đó, xe này cũng còn cực kỳ chắc luôn. Và đây là những cái sản phẩm mà rất là hiếm trên Toyota Tăng Cản nha quý vị. Innova G 2018, trang bị hộp số tự động, đi chỉ mới 35.000 cây. Xe màu vàng đồng ánh kim. Đó, xe này giá chỉ là 725 triệu đồng. Xe này cũng có đầu DVD, phim cách nhiệt, ốp tay nắm cửa, bọc chằn, camera da, ghế da nha quý vị. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha quý vị. Một sản phẩm rất là hiếm cũng là Innova E, đặc biệt xe này màu trắng, năm 2018, đi 47.000 km, giá là 640 triệu đồng. Quý vị nhìn thấy không, xe này màu trắng còn rất là đẹp nha. Xe này cũng mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, cũng có phim cách nhiệt, viền che mưa. Đấy. Xe này ở phía trong thì còn chủ trước giữ zin rất là nhiều nha. Ở đầu CD, ghế nỉ, mọi thứ trong xe còn mới nguyên. $640 triệu. Innova E 2018. Và đây sản phẩm hiếm đây, Fortuner, đi chỉ mới 3.000 cây, 2018, nhập từ Indo nguyên con. Xe này đã trang bị cho mình một bộ phụ kiện 100 triệu ngay tại Toyota Tăng Cản. Quý vị, xe này màu nâu nha quý vị, mới đi 3.000. Và bên Học còn một sản phẩm 2018 vẫn là xe nhập y như thế này, nhưng mà xe đó biển số tỉnh, và đặc biệt xe đó màu trắng ngọc trai nha quý vị. Đó, và đi chỉ mới 15.000 cây thôi, với giá bán niêm yết xe màu trắng ngọc trai thì là 915 triệu đồng. Còn sản phẩm này 3.000 km thì là 920 triệu đồng nha quý vị. Mitsubishi 7 chỗ, sản xuất năm 2017, đi 51.000 cây. Mitsubishi chỉ giá bán là cực rẻ luôn nha quý vị, 595 triệu đồng. Đó, 7 chỗ, số sàn, máy dầu, cực kỳ tiện lợi. Đó. Và mâm zin xe này là mâm R17 nha quý vị. Rất đẹp. Xe này cũng là xe màu trắng ngọc trai. À, 2019, máy dầu, số sàn, Fortuner 2019, đi chỉ mới 10.000 km nha quý vị, 940 triệu đồng xe này. Xe này cũng trang bị cho mình bộ ghế da, đầu DVD, viền che mưa, phim cách nhiệt, ốp tay nắm cửa, bao da tay lái, bọc chằn, lót sàn, đầy đủ mọi thứ đều là hầu như là full, kể cả các viền chân kính nha quý vị. Có thêm những cái body ở phần phía bên ngoài đã được chủ trước lắp. Quý vị mua xe này về chỉ sử dụng thôi, 2019 đi chỉ mới 10.000 cây, 940 triệu đồng. Và một sản phẩm giá rẻ tại Toyota, Vigo 1.2 AT, trang bị hộp số tự động, giá siêu rẻ, 350 triệu đồng. Sản xuất năm 2018, đi chỉ 23.000 cây. Xe này Vigo chỉ 350 triệu đồng. Nhưng mà đặc biệt cũng có trang bị cho mình cụm đèn pha Projector nha quý vị. Không thua kém gì những cái dòng xe cao cấp ở Toyota cả. Mâm hộp kim nhôm phay. Đấy, và một điều đặc biệt trên xe này nữa, cũng đã được chủ trước lên cho mình bộ ghế da nè, và bệ tựa tay ở phần phía trước. Đó quý vị, đầu DVD chính hãng. Đó, cực kỳ tiện dụng nha quý vị. Sản phẩm này về thì của mình cũng chỉ sử dụng thôi, khi mà cái ghế nỉ á, những cái sản phẩm xe nhỏ này nó hơi chặt thì chúng ta có cảm giác là nó sẽ dễ bị dơ bẩn, nó không có giống những chiếc xe rộng. Đó, thì bắt buộc phải lên cái ghế da. Tuy nhiên thì xe này cũng đã lên trước rồi, ốp tay chắn cửa,
phim cách nhiệt, viền che mưa. Đó. Thì quý vị đã thấy xe còn rất là đẹp nha. Đó, đi 23.000 cây, 350 triệu đồng thì chúng ta có một cái chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh thì chúng ta lưu thông ở thành phố Hồ Chí Minh, che nắng che mưa, có máy lạnh, điều hòa, rồi giải trí cực kỳ tiện lợi cho việc sử dụng nha quý vị. Vâng, học sinh kết thúc video tại đây, và học sinh nhắc lại cho quý vị thêm là bên học có thu mua xe tận cũ ở tất cả các hãng xe và tất cả các tỉnh, và đặc biệt bên học có thẩm định giá xe miễn phí bằng cách là quý vị gửi cho học đăng kiểm cạc vẹt đầu xe km một tấm nội thất, thì bên học sẽ gửi cho quý vị một cái giá thị trường và chúng ta cùng nhau thỏa thuận. Nếu quý vị ok cái giá thị trường đó thì bên học sẽ tiến hành là kiểm tra cái thực trạng của xe, rồi bên học sẽ chốt cho quý vị một cái giá cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.